Tiếp theo chúng ta nghiên cứu về cái biến ngẫu nhiên của phân phối Poisson ha. Thì biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Poisson với tham số lambda lớn hơn 0. Chúng ta ký hiệu là X dấu ngã. Rồi chúng ta viết cái chữ Poisson ra luôn. Lambda ha. Nếu miền giá trị của biến ngẫu nhiên này là y y mà X bằng tập số tự nhiên ha. Và cái xác suất X bằng K nó chính là lambda mũ K. Chia cho K dư thừa nhân E mũ trừ lambda. Ở đây lambda lớn 0 và K chạy từ 0 đến 1, 2 vân vân. Đấy. Thì cái chữ này mình đọc theo tiếng Việt là Poisson nha các. Đọc là Poisson. Ví dụ 3.9. Bây giờ mình cho cái phân phối Poisson với tham số lambda bằng 1.5. Vậy thì bảng phân phối xác suất nó mình lập cái bảng này ra. Thì mình có thể bấm máy tính ha. Thì công thức của mình là lambda bằng 1.5, tức là mình sẽ bấm 1.5 mũ x mũ x và chia cho x dây thừa. Dây thừa. Và nhân cho e mũ trừ 1.5. Rồi mình khoan cái giá trị của nó, khoan giá trị của x thì mình thấy cái giá trị của x thì từ 0 từ đi từ 0. Đây 0 thì nó là 2,022231. Nếu mình làm tròn 3 chỉ số thôi là 0,223 không? Giá trị x bằng 1 thì ra nhiêu? 0,335. Rồi coi x bằng 2. X bằng 2 thì đó là 0,251. Tiếp tục mình coi giá trị x bằng 3 thì xem. Đấy, thì nó 0,2125. 12555. Thì làm tròn là 0,126 không? Rồi coi giá trị bằng 4 coi. Là 0,047. Xong rồi coi giá trị 5 là 0,014 không? Rồi tương tự như mình coi giá trị bằng 6 nè. Coi giá trị bằng 6 thì nó là 3,5 nhân 10 mũ trừ 3. Nếu mình làm tròn là 4 nhân 10 mũ trừ 3 thì nó là 0,004. Dấu này dấu phẩy nha, chứ mà dấu phẩy nè. Tức là mình thấy là khi mà x nó nhận giá trị càng lớn thì cái xác suất nó càng nhỏ đúng không? Xác suất càng nhỏ, chẳng hạn như mình có thể là tìm xác suất 7. Thế là 7,5 tức là gần 8 nhân 10 mũ trừ 4 không? Còn mình con x bằng 10 đi chẳng hạn, bằng 10 thì nó càng nhỏ hơn nữa, không? Đấy. Thì khi mà x nó càng tăng thì cái xác suất nó càng nhỏ, và mình thấy cái biểu đồ của phân phối Poisson nó kiểu này, không? Thì mình thấy là tại x bằng 1 thì cái xác suất nó cao nhất nè. Khi tới qua cái số 1 thì tự động là xác suất nó giảm dần. Đấy. Thì kỳ vọng và phương sai, thì cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên của phân phối Poisson thì em nhớ cho thầy cái công thức là Ex bằng lambda luôn. Không? Thì để tính cái Ex này đó thì mình tính sử dụng cái công thức tính kỳ vọng của cái phân phối của biến ngẫu nhiên mà nó có cái miền giá trị vô hạn đếm được đó. Thì kỳ vọng của nó bằng k nhân cho cái xác suất x bằng k đúng không? Đấy, và mình sử dụng cái công thức tính chuỗi á, tổng chuỗi mình tính được cái lambda này. Đấy, rồi tương tự vậy thì mình tính phương sai, thì cái phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối Poisson nó cũng bằng lambda luôn nha. Thì cái phần này các em nhớ công thức được. Đấy. Còn cái mô hình của phân phối Poisson thì mình quan tâm đến là cái mô hình của nó như thế này. Giả sử chúng ta quan tâm đến số lần xảy ra của một cái biến cố A trong một khoảng thời gian hoặc là không gian liên tục mà có chiều dài V kép, thì với điều kiện là số lần xảy ra trong khoảng thời gian không giao nhau nó là độc lập nhau. Không? Đấy. Thì và cái xác suất xuất hiện của cái biến cố A nó nhiều hơn một lần trong khoảng thời gian đó là rất bé, và cái cường độ xuất hiện của A là không thay đổi,
Có nghĩa là số lần xuất hiện trung bình của biến cố A trong một cái khoảng cho mà nó chỉ phụ thuộc vào độ dài của khoảng đó thôi, chứ nó không có phụ thuộc cái tham số khác. Thì với điều kiện như vậy thì nếu mình gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số lần xuất hiện của biến cố A trong một cái khoảng thời gian có chiều dài v kép, thì khi đó thì mình người ta chứng minh được ít nó sẽ có cái phân phối có song với tham số lambda bằng m nhân v kép. Thì trong đây là m là một cái hằng số dương phải không? Nó xác định là nó chính là cái cường độ xuất hiện của A trong một cái khoảng mình đang xét. Thì những cái biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối có song, chẳng hạn như là số cuộc gọi đến trong một cái trạm, số một cuộc gọi điện thoại đến trong một cái trạm, hoặc là số lỗi trên một trang giấy, hoặc là một quyển sách gì đó, hoặc là số đơn đặt hàng gửi đến một cơ sở sản xuất kinh doanh, thì nó đều có phân phối có song hết. Thì đối với cái phân phối có song thì cái biến ngẫu nhiên có phân phối có song thì được nhà toán học Simeon đề bó xong nghiên cứu và hình thành. Thì cái nhà toán học này thì em có thể tham khảo ở trên cái trang Wikipedia không. Thì đối với phân phối bó xong thì chúng ta có một cái định lý như thế này, gọi là định lý bó xong á, và chúng ta thường áp dụng cái định lý bó xong này vào tính gần đúng phân phối nhị thức và phân phối bó xong không. Thì ở đây cái điều kiện của định lý nè, giả sử mình có n phép thử độc lập, và mỗi phép thử thì cái biến cố A nó xuất hiện với xác suất là bn, và lưu ý là cái bn này nó tiến về không và n khi n tiến tới vô cùng ha, nhưng mà cái n nhân bn này đó là nó bằng một cái hằng số a, hằng hằng số dương lambda đấy. Thì khi mà mình cho n tiến vô cùng thì cái biểu thức là ckn nhân bn mũ k nhân cho 1 trừ bn mũ n trừ k thì nó sẽ bằng lambda mũ k chia k giai thừa nhân e mũ trừ lambda. Thì cái hệ quả của cái định lý này là gì? Khi mà mình có ít là biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức với tham số n khá lớn và b nó khá bé, hoặc là 1 trừ b khá bé, thì khi đó thì chúng ta có thể xem như ít có phân phối bó song với tham số lambda, và lambda nó bằng n nhân b. Ngoài ra thì chúng ta có cái định lý 3.3 là nếu mà mình có hai biến ngẫu nhiên ít y độc lập và nó có cùng đều có cùng phân phối bó song, thì khi đó tổng của hai biến đó thì nó cũng có phân phối bó song ha. Đấy, thì bây giờ mình nghiên cứu một số cái công thức và ví dụ thì các em có thể tham khảo thêm trong tài liệu cái công thức này. Công thức này là xác suất x bằng k, thì cái đó là cái định nghĩa phân phối bó song rồi phải không? Rồi xác suất là x nhận giá trị từ k1 đến k2 thì nó chính là xác suất x bằng k và cho k nó chạy từ k1 đến k2 thôi. Đấy. Mình có một cái số ví dụ như sau. Một cái cơ sở sản xuất trung bình một tuần nhận được 4 đơn đặt hàng, thì biết rằng số đơn đặt hàng mà cơ sở nó nhận được trong một tuần đó là biến ngẫu nhiên của phân phối bó xong. Bây giờ là tính cái xác suất để cái cơ sở nhận được hơn 5 đơn đặt hàng trong một tuần và cơ sở đó này nhận được 6 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp. Chữ này chỉ cơ sở thôi. Thì bây giờ đó thì ta có ít là biến ngẫu nhiên của phân phối bó xong, là thông số lambda, và lambda là kỳ vọng, tức là cái số đơn đặt hàng trong một tuần trung bình đó, thấy không? Và thì bài nó cho là cái số đơn đặt hàng trong một tuần trung bình này nó bằng 4. Bằng 4 nè. Đấy, vậy thì cái lambda nó bằng 4 không? Đấy, vậy thì rõ ràng là ít đây là có phân phối bó xong với tham số lambda bằng 4. Và bây giờ đó là mình tính xác suất ít lớn hơn 5, tức là nhận được hơn 5 đơn đặt hàng trong một tuần, tức là tính xác suất ít lớn 5 đúng không? Lớn 5 thì mình sẽ tính thông qua biến cố đối của nó là ít nhỏ bằng 5. Ít nhỏ bằng 5. Vậy thì nó bằng 1 trừ xác suất ít nhỏ bằng 5 đúng không? Đó, là ít nhỏ bằng 5 thì có nghĩa là xác suất ít bằng k với k chạy từ 0 đến 5. Mà ít bằng k thì cái công thức của mình ở trên đây nó là cái gì? Là lambda mũ k chia cho k giai thừa nhân e mũ trừ lambda. Đấy, thì bây giờ chỗ này mình bấm máy mình kiểm tra lại nè. Đây là bằng 1 là trừ nè. Đây là 4 mũ x nè.
trừ cho cái tổng, cái tổng thì em bấm shift với dấu dấu này, 4 mũ x rồi chia cho x dư thừa, x dư thừa rồi nhân cho e mũ trừ 4. Và em cho cái x này nó chạy từ 0 đến 5, từ 0 đến 5 thì em ra được con số là 22 0,2148 49 này, 0,2149 à. Đấy, thì em coi là cái kết quả này, em bấm máy lại thì để hiểu cái ví dụ này, ví dụ như em sửa số 4 này thành số 5 rồi em có làm được cái bài này không, ra kết quả bao nhiêu à. Thì câu B để nói là cơ sở nhận được 6 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp. 2 tuần liên tiếp tức là trong 14 ngày đó, thì trung bình cứ cứ một tuần đó là nó nhận 4 đơn đặt hàng. Vậy thì 2 tuần liên tiếp là trong 14 ngày đúng không? Tức là trong 2 tuần thì nó sẽ nhận được là trung bình là 8 đơn đặt hàng. Như vậy thì gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số đơn đặt hàng của cơ sở này trong 2 tuần liên tiếp thì Y có phân phối Poisson luôn. Đấy, thì theo cái định lý của mình là định lý 3.3 này, em định lý 3.3 tức là nếu mà x y là có hai, là hai biến ngẫu nhiên độc lập mà có phân phối Poisson thì x cộng y cũng có phân phối Poisson, thấy không? Thì mình áp dụng cái chỗ này vào cái định lý 3.3 này vào cái câu ví dụ B10B này, thấy không? Thì như vậy thì ta có cái xác suất x bằng 6 thì nó bằng 8 mũ 6 chia 6 dư thừa nhân e mũ trừ 8, thấy không? Thì cái này các em bấm ra kiểm tra lại như này. Ví dụ 3.11 nó chính là cái công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson nha. Gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson. Là một xe tải vận chuyển 10.000 chai rượu vào kho và xác suất để mỗi chai bị vỡ trong khi vận chuyển là 0,0035. Yêu cầu là tính xác suất để sau khi vận chuyển thì có đúng 6 chai rượu bị vỡ. Có từ 2 đến 8 chai rượu bị vỡ. Và giả sử là sự kiện các chai rượu bị vỡ là độc lập nhau và do chất lượng riêng của mỗi chai. Đấy. Thì ở đây thì mình có thể làm theo hai cách, đó là làm theo kiểu phân phối nhị thức và phân phối Poisson ha. Thì ở đây mình có là x là biến ngẫu nhiên chỉ số chai rượu bị vỡ sau khi vận chuyển nè. Thì x nó có phân phối nhị thức với tham số n bằng 1.000 và b bằng 0,0035. Thì xác suất để có 6 chai rượu bị vỡ tức là xác suất x bằng 6 ha. Thì mình bấm cái công thức này vô, mình kiểm tra lại nè. Công thức này vô. Rồi nhân cho mình lấy 1 trừ cho 0,01 trừ 0,0035 nữa. Mũ thì nó là 1.000 trừ 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 6. Thì sao? Đấy, mình bấm máy ra. Hiểu ra là 0,00. Xin lỗi 0,077788 709 nha. Nếu làm tròn là 709 nè. Rồi tương tự vậy thì mình tính xác suất có từ 2 đến 8 chai rượu bị vỡ thì mình sẽ bấm cái dấu tổng này. Dấu tổng này. Với x bằng k, x bằng số chai rượu bị vỡ không thì cái này mà 1.000 cx nhân cho 0,0035 mũ x rồi nhân cho 1 trừ 0,0035 mũ 1.000 trừ x. Và ở đây mình sẽ cho x nó chạy từ từ 2 đến 8. 2 đến 8 và bấm một quả này. Thì nó ra 0,0 0,8548 0,05. Đây là công thức mình tính ra theo trực tiếp bằng cái phân phối nhị thức luôn. Đây là phân phối nhị thức. Còn bây giờ mình tính đúng thì mình thấy là rõ ràng là ở đây là n bằng 1.000 khá lớn và nb là nó nhỏ hơn 5. Thấy không? Thì chỗ cái định lý Poisson này nè. Lý có xong lúc nãy mình nghiên cứu đây nè thì nó có cái hệ quả trong trường hợp mà nb nhỏ hơn 5 hoặc là n nhân 1 trừ b nhỏ hơn 5 thì mình có thể xem cái phân phối nhị thức này nó như như là phân phối Poisson ha.
Thì nếu mà mình áp dụng công thức gần đúng thì cái biến này nó có không khó, có xong với tham số là bằng 3,5, lần nào 3,5, và mình áp dụng cái công thức tính gần đúng này vô thì mình sẽ được là 3,5 mà mũ 6 rồi chia cho 6 dây thừa rồi nhân cho e mũ trừ 6 trừ 3,5 nhé, e mũ trừ 3,5 thì nó ra 0,077971 đấy, tức là 0,0771. Thì em so sánh giữa hai cái số này nè, em so sánh giữa hai số này thì em thấy cái hai số này nó gần bằng nha, một cái là tính gần đúng, còn một cái là tính đúng. Không, tính đúng là ở phía trên đây nè, còn tính gần đúng là dưới đây nè. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái xác suất để mà nó có từ 2 đến 8 chai rượu bị vỡ không. Thì từ 2 đến 8 chai rượu vỡ lúc nãy mình bấm theo công thức đúng ở trên này là nó là 0,8548. Bây giờ nếu mình tính theo công thức gần đúng thì nó sẽ là gì? Chỗ này là 3,5 mũ x rồi chia cho x dây thừa rồi nhân cho e mũ trừ 3,5. Và mình cho cái x này nó chạy từ từ 2 đến 8 không? Từ 2 đến 8. Đấy, thì lúc này nó sẽ bằng là 0,8542. Đấy, trong khi đây là 0,8548 thì mình thấy cái số hai cái số này nó cũng gần bằng với nhau nè. Hai số này 0,8548. Còn chỗ này nó là 0,8542, tức là nó trên là 0,006 không? Đấy. Thì đây là trên đây là thầy vừa giới thiệu về cái phân phối Boson, các cái ví dụ về phân phối Boson cũng như là công thức tính gần đúng phân phối Boson bằng phân phối dị thức bằng phân phối Boson.